con về nhà nó con học cái này rồi tuần tới con để tới đây cha chị thêm cho con hả? Rồi sau nữa những cái gì cần thiết thêm á thì cha để chị nữa. Con giỏi hai. Thi hành quyết nghị của Bộ Nội vụ và của trại tù Hỏa Lò, bị can Nguyễn Văn Lý phải trở lại trại tù để tiếp tục thụ án. Yêu cầu bị can Nguyễn Văn Lý nghiêm chỉnh chấp hành lệnh này. Đi với tôi. Các ông chờ tôi một chút. Các ông chờ tôi một chút. Cha ơi, nếu có thể, xin cất chén đắng cay vì sức con yếu đuối thành ra nặng oan vai. Sứ mệnh con hôm nay đem lửa thiêng công lý, đem tự do tôn giáo dân Việt đang khát khao. Dân Việt đang khát khao. Chúa ơi, xin giúp con. Giờ con sắp tế lễ, quân thù đến búa vây, đánh đập đàn chiến con. Đánh đập đàn chiến con. Chúng lột chiếc áo ròng, bỏ con trong bao bố, kiệu con trên đường phố, hành hạ sĩ nhục con. Vì con vâng thiên ý, vì Chúa sống trong con, tôn giáo bị bách hại, lẽ nào con lặng thinh. Trên con đường công chính, thập giá và chông gai, con lãnh nhận tất cả để chiến thắng vinh quang. Chúa ơi, xin thứ tha, mở vòng tay bao la, cứu vớt kẻ lạc đường, đưa về mẹ Việt Nam. Vì con vâng thiên ý, vì Chúa sống trong con, tôn giáo bị bách hại, lẽ nào con lặng thinh. Trên con đường công chính, thập giá và chông gai, con lãnh nhận tất cả để chiến thắng vinh quang. Chúa ơi, xin thứ tha, mở vòng tay bao la, cứu vớt kẻ lạc đường, đưa về mẹ Việt Nam. Sẽ phục sinh khai hoàn trên đất Việt mến yêu. Vinh danh Chúa muôn đời.